你整夜梦来，我没等待朝包飞能口负责发射诺负病把病友这班口来将中断把噩梦 I am one 没把枪紧张着我没冲梦满带没把噩梦喊khót cầu tạm trông khai lu bên lu bờ em coi hát coi bốt ô lu em nó bên mía ai hâu coi hát coi bánh nhau cần cất cung cử muôn sẽ thay dệt ná liêng cần ai tỉnh nóng pa nóng dê xuân phát xuân bó khám hồi khám pu hát cần tao thâu nóng nớ tòn ba má chóc lầu trong muôn tang trăng trong phùa mía mơ mi lù mi tàu to cạn tòn nà bóng mẹ mư ni bên phùa bên mi
Vâng, xin hân hoan nồng nhiệt chào đón xin chào của toàn thể quý vị quan khách khách quý đang có mặt trong buổi lễ thành hôn mừng trăm năm hạnh phúc của xứ sở Vân Lâm. Vâng, cô dâu Thu Trang trong buổi trưa ngày hôm nay, lần đầu tiên cho phép xin quý xin được thay mặt hai bên gia đình cũng như đôi lời chúc lâu và xứ sở vâng xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nhất. Rồi, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến. Và như vậy giờ đành đã đến chung vào địa điểm xin được trân trọng kính mời toàn thể chị chúng ta sẽ hướng nhìn về phía cánh cầu hoa và cùng dành một tràng pháo tay lớn để chào đón sự diện của đôi tân nương tân giai nhân đẹp nhất trong buổi chiều hôm nay. Sự diện của chú rể Văn Lâm và cô dâu Thu Trang sẽ cùng tay trên tay trở lên trung tâm sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị quan khách quý trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị còn khách thân mến, và quả thật đúng là ta đến thì hoa phải nở, và là trở về thì đò phải sang sông, và còn đến xin em lấy chồng cho thỏa lòng mong ước mong đêm ngày. Cũng xin được trân trọng giới thiệu trở lên trung tâm khấu song thân phụ mẫu cũng như phái đoàn hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời trở lên trung tâm khấu đại diện phái đoàn bên gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời ông Lương Văn Thuông và Lương Thị Xuân chung tay cánh thiệp hồng về phía gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời xin diện của ông Lương Văn Tiến và Lương Thị Sương. Trân trọng kính mời và chúng ta sẽ cùng trở lên trung tâm khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị quan khách khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Chúng ta sẽ cùng nhìn về phía trung tâm sân khấu để buổi lễ thành hôn mừng trao lời phúc của đôi vợ trẻ sẽ chính thức được bắt đầu ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và đang hiện diện ngay trên trung tâm sân khấu khán đài hạnh phúc của chúng tôi đây là đôi tân nương thân gia nhân cũng như thân sinh phụ mẫu hai bên gia đình. Và ngay giờ phút ở đây cũng xin được cúi chào toàn thể hồi hôn thay cho lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Dạ vâng, một lời chào xin mời. Và toàn thể chị ơi, chúng ta sẽ cùng nổ lên một tràng pháo tay lớn để chúc mừng hạnh phúc được không chị ơi? Dạ vâng, chia sẻ hơn những tràng vỗ tay hết sức tuyệt vời của toàn thể chị rất nhiều ạ. Xin đón họ khởi sọt trên tiền lạc của mê pin hồng hát trường chớ chậu khỏi lại sườn sân bón tà nai có học chấn nặng chảy lúng phùng tà hưng lại pì hi lại khẩu chân tốc làm hơn khuyến khẩu nhâm mi bùn bầu bùn phú bùn mú bùn sum lún nà bùn tà lướm có trắng giúp phục vườn khoa giúp phá vườn say chân lại ship vườn tàu cầu vườn thêm ship vườn chó kín khẩu cầu vườn chó kín nôm tóc phẩm leo trước bền lù một chai tóc hải leo trước bền lù nhính phủ nòng chân tắt phải má về cắt pe má tùm ủm khuôn phô khuôn bao có chân ở khẩu bái tó má hà khẩu bái phà má bòn ơn lù là ở bánh má nhồm có chân liền sùng chung nhớ nhớ lòng mướn hòa bà nhớ lòng sen khá kế nhớ lòng tay khẩu bánh po pa nhớ lòng hộp nhớ bà po về chân ăn lù phần nhính chân dượt bền sao lù phần chai có chân dao bền báo sao phương tờ kế bán sai chai phương nửa kế bán năm khám áp chưa hỏng học lớp chờ hỏng phớ lúc phanh vừa chửi chửa vẫn lai xài vẫn kiểu cơ bà mớ lù làn hâu cho phò cả đằng bia mương xương cả đằng bia bản tản bia hạt cuồng trương buồn hôm lên nén hôm mớ co men hỏng men chờ coi nét chẳng chằn nhường ổ nhường chọc tà nhường trà nhường khẩu mốc nhàn bốc cột cuồng tòng nhàn bốc hỏng lá chờ trai chờ coi tô xung ải ải co chờ anh nhìn coi tô xung em co chặt chặt phanh buồn nặng cơ bà mớ mười nỉ mười lý bên chằn mười sắn bên chép mười lẹp chân lì tí chân vật mà nhìn chẳng sạt lèn giữa hà trai chẳng sạt lèn phát xú ở bên lám phùa mía bên đồi sang đồi thú của kín cơ bà mớ mười nỉ phú già tà nay nhắc kiếm mà hà lầy dệt bán khẩu hòm muôn có chân này lòng cáo lòng mới họp tích lại em phò mẹ pin hòm bản tờ nát nửa mất tủ phanh chưa mở thấy hên hủy cơ bà mớ lu lan kế sò thằng nào thấy hên hủy cho chớm hở tích lại em phò mẹ pin hòm cuồng muốn lỏ phán khẩu phở cào khăn xiềng sờ xiềng sơ mờ sờ sinh nhật phò mẹ tích cào tích xíp tích xíp tích sao này đó. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị còn khách thân mến, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với nhiều diễn tiến đầy cảm xúc, với màu vàng màu sắc khác nhau, song muốn có một điểm chung là khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim cùng hòa chung một nhịp, thiếu và trẻ nguyện gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình, nguyện như chim liền cánh, như cây liền cành, với đôi trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy, yêu nhau chẳng còn xa gần, cầu không tây vịn cũng lần mà sang, với yêu nhau chẳng còn lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua, yêu nhau chẳng còn đường xa, đá vàng cũng quyết phong ba anh cũng liều, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Để giờ phút này đây, đôi bạn trẻ ta nguyện chung sức, chung lòng, chung chăn, chung gối, chung phong, chung màn, chung muôn lời thở tiếng than, chung muôn hạnh phúc với muôn ngàn con sinh. Giờ bất kỳ tiêu toàn thể quý vị còn khách thân mến. Sau một thời gian dài chú rể Văn Lâm quen biết và tìm hiểu cô dâu Thu Trang và được sự vun vén của hai bên gia đình cũng như được sự cho phép của đảng ủy chính quyền địa phương, để giờ phút này đây em xin được quý xin được trịnh trọng tuyên bố tơ hồng thắm đường từ đây với lễ thành hôn mừng trăm năm hạnh phúc của chú rể Văn Lâm và cô dâu Thu Trang chính thức được bắt
đâu. Quý vị sẽ cùng nổ lên một tràng pháo tay lớn để chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị, còn khách mời những chàng pháo điện đẹp đẽ rực rỡ cũng đã nổ lên rồi, minh chứng cho một tình yêu cao sang, một tình yêu đẹp đẽ mà đôi trẻ ta đã tìm được bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu của riêng mình. Dạ vâng, và ngay giờ phút ở đây không xin được trân trọng kính mời chú rể Vân Lâm cùng cô dâu Thu Trang, chúng ta sẽ cùng tay trên tay tiến đến tháp ly tình yêu để rót tràn tháp ly rượu cũng như để khui tiệc sập banh. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể ạ. Ngay giờ phút ở đây, chúc cho quý vị cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tay trên tay để rót tràn tháp ly tình yêu. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và khách thân mến, và quả thật đúng là rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao đồng thắm duyên về với nhau và cùng chung bước đến mai sau, thủy chung son sắt cho đời mãi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và khách thân mến, và quả thật đúng là cơm cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như đất người người biển đông. Và giờ đây nên vợ thành chồng thì không thể quên được công ơn của người thầy. Và ngay giờ phút này, chất chào kính mời cô dâu và chú rể ạ. Chào quý vị cô dâu và chú rể chuẩn bị cho mình những ly rượu và chuẩn bị vị trí chính giữa. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, và ngay giờ phút ở đây cũng xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của tập thể phái đoàn hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng xung quầy để cùng chạm ly để thắt chặt tình thông gia. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình ạ. Dạ vâng, và ngay sau khi đại gia đình ta chạm ly xong, chúng ta sẽ cùng trở về vị trí ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, và ngay giờ phút này đây, em xin quý cũng xin được gặp phiền tới toàn thể quý vị bạn khách quý đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho mình những chén rượu thật đông đầy tình cảm, để lát nữa chúng ta sẽ cùng chạm đi để cùng dô vang, để cùng chúc mừng được không chị ơi. Chúng ta sẽ cùng dô 1, 2, 3 dô. Thế bây giờ để chi chúng ta sẽ cùng nâng chén lên ạ, và cùng chạm đi được không ạ quý chị ơi. Dạ vâng, và ngay giờ phút này đây, chúc mừng cô dâu và chú rể của toàn thể phái đoàn Ham Sailing, chúng ta nâng thật cao chiếc ly của mình lên ạ. Dô thật to nhé quý chị nhá. Nào toàn thể chị ơi, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Áo hạnh nhất mọi người phía nào nhá. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị còn khách mời, mặc dù cho thiên huyết xe đạch phủ đông cũng đã trở về với chiều bắc thân thương của chúng ta, nhưng cùng với những tình cảm nồng ấm của toàn thể quý vị còn khách quý cũng đã hồi tụ trở về đây để cùng hòa chung niềm vui, cũng để chúc mừng phúc cho chú rể Vân Lâm và cô dâu Thu Trang trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, mạnh quý cũng xin phép được thay mặt hai bên gia đình cũng xin được gửi lời cho cô dâu và chú rể, cũng xin gửi tới toàn thể quý vị còn khách quý lời kính chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng, luôn luôn ngập tràn niềm vui và thành đạt trong cuộc sống. Xin hỏi luôn làm kế sau đây là tây hương nó hề sò sớm ở tết lại em phò mẹ vì nó còn muốn ở bán khẩu không sò sớm ở phủ dệt về bản tướng chèo bàn phủ dệt càn mương tướng chèo hồ phủ tánh phải ca tướng màn không phủ rút nòng rút na mi bà tổ màu phủ mi bao mi bao phủ chèo bàn phủ mi làn phủ nu trong tây lại ảo ả ý ai cả mà khai màn du lì kiền bàn du lì sắc lục hiểm du xiển khánh tà bên dệt sang cái này tay lắc phải chờ mót chờ mấy đất phò mẹ tính cào tính xíp tính xíp tính sáo lên nữa. Dạ vâng, và cuối cùng cũng xin được kính chúc tới chú rể Vân Lâm cùng cô dâu Thu Trang trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Dạ vâng, và ngay giờ phút ở đây, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của toàn thể phái đoàn hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng trở lại từng phước giao, bàn tiệc để gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới xin diện của toàn thể quý vị còn khách quý đã có mặt trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình ạ.